Thưa quý vị, Olympic Paris 2024 đã khai mạc vào ngày 26 tháng 7 và sẽ kéo dài đến ngày 11 tháng 8. Trong chuyên mục Nhìn ra thế giới lần này, xin mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua những điểm độc đáo và mới mẻ của Thế vận hội mùa hè kỳ này. Thưa quý vị, Olympic Paris 2024 đánh dấu sự trở lại của Thế vận hội mùa hè tại thủ đô nước Pháp sau 100 năm. Thành phố này cũng là nơi mà các lãnh đạo thế giới vào năm 2015 ký kết hiệp ước nhằm kiềm hãm mức tăng nhiệt độ toàn cầu. Chính vì thế mà ban tổ chức đã tập trung vào các nỗ lực bền vững hướng đến mục tiêu để Olympic Paris trở thành kỳ Thế vận hội xanh nhất từ trước đến nay. Ban tổ chức cam kết Olympic Paris sẽ có lượng phát thải khoảng 1,75 triệu tấn carbonic, bằng phân nửa mức trung bình của Olympic London 2012 và Olympic Rio 2016. Trong số 35 sân vận động tổ chức các sự kiện thi đấu tại Olympic Paris, chỉ có 2 địa điểm được xây dựng mới, bằng các phương pháp xây dựng carbon thấp là trung tâm thể thao dưới nước và nhà thi đấu cho cầu lông và thể dục nhịp điệu. Trong đó, trung tâm thể thao dưới nước được cung cấp điện từ 4.600 m2 pin năng lượng mặt trời, được lắp đặt trên mái. Toàn bộ công trình được xây bằng gỗ, tất cả các chỗ ngồi được làm từ rác thải nhựa tái chế. Ban tổ chức Olympic Paris cam kết tận dụng năng lượng tái tạo, kết nối các sân vận động vào mạng lưới điện công cộng và hạn chế sử dụng máy phát điện chạy bằng diesel. Trong trường hợp cần dùng máy phát, những máy này sẽ chạy bằng nhiên liệu sinh học, hydro hoặc pin. Paris muốn đăng cai Olympic và Paralympic một cách bền vững, tiết kiệm năng lượng và hạn chế tối đa lượng phát thải. Rất ít công trình mới được xây dựng cho sự kiện này. Đó có thể là khác biệt lớn nhất so với các kỳ Thế vận hội trước. Lần đầu tiên trong lịch sử Olympic và Paralympic, ban tổ chức sẽ chủ động tính toán nguồn vật liệu cần thiết, kiểm soát dòng đời của ghế ngồi khán giả, giường, bàn, ghế hay bóng tennis cả trước, trong và sau kỳ Thế vận hội. Tại làng Olympic, các căn hộ được xây dựng với lượng khí thải trên mỗi mét vuông thấp hơn so với căn hộ thông thường 30%. Sau khi phục vụ các vận động viên, các căn hộ sẽ được chuyển đổi thành nhà ở. Ít nhất 1/3 trong số đó sẽ trở thành nhà ở công cộng ít phát thải carbon ở vùng ngoại ô phía bắc Paris. Tầm nhìn của Olympic Paris 2024 là mang đến những kỳ Thế vận hội bền vững hơn, cũng như tạo ra di sản lớn giúp thay đổi cộng đồng, tăng cường hòa nhập xã hội và thiết lập các tiêu chuẩn mới để quản lý sự kiện bền vững. Tuy nhiên, các nhà hoạt động môi trường cho rằng Olympic vẫn sẽ tạo ra lượng lớn khí thải carbon khi hàng triệu cổ động viên đi máy bay đến Paris. Họ cho rằng các sự kiện thể thao toàn cầu như Olympic nên thay đổi mô hình tổ chức. Thay vì tập trung tại một địa điểm, các môn thi đấu nên được tổ chức tại nhiều thành phố trên khắp thế giới. Từ đó sẽ góp phần giúp thế giới đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Trong lúc thế giới đang chứng kiến sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo AI, Olympic Paris 2024 cũng tăng cường ứng dụng công nghệ này trong nhiều lĩnh vực của khâu tổ chức. Hãy tưởng tượng, ngay sau phần thi của các vận động viên nhảy cầu, máy tính cung cấp hình ảnh 3D kèm với những thông tin liên quan đến cú nhảy. Đó là một trong những cách mà trí tuệ nhân tạo AI sẽ hỗ trợ công tác chấm điểm tại Olympic Paris. AI sẽ cung cấp thông tin, hỗ trợ ban giám khảo cho điểm và đảm bảo kết quả của các vận động viên được chính xác. Tại Olympic Athens 2004, vận động viên thể dục dụng cụ Kyle Schufeld của Canada bị hụt huy chương đồng vì ban giám khảo cho một đối thủ bị ngã điểm số cao hơn. Nếu có AI vào năm 2004, thì tôi có thể đã giành được huy chương đồng. Tôi sẽ cảm thấy sợ nếu như giám khảo chỉ toàn là robot và máy tính, nhưng mọi thứ sẽ cân bằng nếu có sự kết hợp của con người và công nghệ. AI cũng sẽ được sử dụng trong các dịch vụ phát sóng Olympic, tạo ra các thước phim nổi bật theo nhiều định dạng và ngôn ngữ khác nhau, giúp cải thiện quy trình làm việc nội bộ, nâng cao trải nghiệm của người xem, làm phong phú thêm cách kể chuyện và giải thích rõ hơn về một số sự kiện thể thao nhất định. Ban tổ chức cũng đưa vào hoạt động hệ thống giám sát bằng AI để bảo vệ vận động viên khỏi tình trạng bạo lực trực tuyến. Tại Paris năm nay, breaking hay breakdancing sẽ là môn thi đấu mới duy nhất được ra mắt tại Olympic. Bộ môn nhảy được đưa vào thi đấu chính thức tại Olympic Paris nhằm thu hút các khán giả trẻ tuổi. Trong khi đó, bộ môn lướt sóng sẽ thiết lập kỷ lục mới tại Thế vận hội mùa hè. Breaking là môn nhảy ngẫu hứng trên nền nhạc hip-hop phổ biến trên đường phố Bronx của New York, Mỹ vào những năm 1970.
Khoảng 20 năm sau, các cuộc thi quốc tế của bộ môn này bắt đầu xuất hiện. Khi thi đấu, vận động viên sẽ phải ứng biến với âm nhạc và cân bằng giữa cá tính, sự sáng tạo, sự độc đáo và kỹ năng. Môn breakdancing tại Olympic Paris sẽ có 32 vận động viên tham gia tranh tài, gồm 16 nam và 16 nữ. Khi nhắc đến Paris, người ta thường nghĩ đến tháp Eiffel hay bánh mì croissant. Nhưng đối với tôi, Paris nổi bật với sự đa dạng về âm nhạc và văn hóa, trong đó có hip-hop. Thế nên, breaking được thi đấu tại Olympic Paris là điều dễ hiểu. Tại Olympic Paris, breakdancing sẽ thi đấu tại quảng trường Concorde, nơi cũng sẽ diễn ra các nội dung thể thao đô thị khác như trượt dán, bóng rổ 3x3 và xe đạp tự do BMX Freestyle. Nếu như Paris là thành phố đăng cai chính và 16 thành phố khác tại Pháp cũng tham gia tổ chức các sự kiện thi đấu, thì nội dung lướt sóng sẽ diễn ra tại đảo Tahiti, nằm trong vùng lãnh thổ Polynesia thuộc Pháp. Nơi đây có làng Te Aupo nổi tiếng với những con sóng lớn. Tahiti nằm cách Paris 15.000 km, nên lướt sóng sẽ trở thành nội dung trao huy chương được tổ chức xa nhất so với thành phố đăng cai trong một kỳ Olympic. Bạn phải lướt sóng thật giỏi để có thể chinh phục những con sóng tại Te Aupo, đòi hỏi sự tự tin và kỹ năng, không phải ai cũng có thể lướt được. Tại Te Aupo, sóng biển có thể đạt độ cao 10 mét, dù không cao bằng những con sóng tại Naza của Bồ Đào Nha hay Pai của Hawaii. Nhưng sóng của Te Aupo mạnh, dày và tạo thành những ống khổng lồ. Năm 1900, Paris trở thành nơi vận động viên nữ lần đầu tiên được tranh tài tại Olympic. Giờ đây, Olympic Paris 2024 trở thành kỳ Olympic đầu tiên có số vận động viên nam và nữ bằng nhau là 5.250 người. Đoàn thể thao Việt Nam có 16 vận động viên gồm 4 nam, 12 nữ, thi đấu ở 11 môn, với hy vọng giành huy chương ở các môn thế mạnh như bắn súng và cử tạ. Nhìn ở thế giới kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.